gói bánh dài. À, bánh nặng, bánh gói, bánh dài. Ừ. Ăn kèm với nem này mọi người, ăn kèm với nem này nha. Chả. Chả. Em chả. Cô chả, chả hay là chả? Chả, chả lụa. Chả lụa. Chả chả không chịu, chả. Phải là chả mới đúng người Quảng Nghệ ha. Chả lụa, chả lụa. Chả lụa, chả lụa. Ai? Đây, các bạn hả? Chúng ta sẽ đi ăn rất là nhiều món nè. Chào quý khán giả, thì bây giờ tiếp tục là hành trình series các món ăn ngon ở Quảng Nghệ. Thì đây là một con đường rất là nhiều món ăn ngon ở đường Nguyễn Bá Loan. Nguyễn Bá Loan nha quý vị. Nhiều quá. Ở đây có đông xương nè. Này là cái gì vậy cô? Dạ, chả cá hả cô? Chả cá hả? Dạ Hồ Bích Trâm cô. À đúng rồi, Hồ Bích Trâm. Đây chả cá nè quý vị. À. Đây, chả cá này ngon ghê. Ai mua thì ghé Nguyễn Bá Loan mua giùm ủng hộ cho cô. Ai cô bán ở đường Nguyễn Bá Loan á quý vị, ghé ủng hộ cô. Có chả cá sai nữa nè. Tới bánh nậm rồi nè mẹ ơi. Mấy bạn ơi, thi lại nha. Ủa, thi nữa hả? Ờ, thi lại. Nữa hả? Ủa, cái cô? Gì nữa? Ăn thi lại nha. Đây là món gì vậy cô? Bánh nậm anh cô. Đây là bánh dài rồi. Đây thưa quý vị. Bây giờ phải thi lại. Đây thưa quý vị, đây là bánh gó nè. Con mở ra một ké luôn, con mua luôn nha. Trời ơi, nó nán dữ vậy trời. Đây, bánh gó nè quý vị. Có bánh hẹ nữa nha. Đây, bánh nậm hả cô? À, cô giới thiệu lại cho con đi. Bánh nậm, bánh gó, bánh dài. Bánh nậm, bánh gó, bánh dài. À, bánh nậm, bánh gó, bánh dài. Ừ. Ăn kèm với nem này mọi người, ăn kèm với nem này nha. Chả. Chả. Em chả. Cô chả, chả hay là chả? Chả, chả lụa. Chả lụa. Chả chả không chịu, chả. Phải là chả mới đúng người Quảng Nghệ ha. Chả lụa, chả lụa. Chả lụa, chả lụa. Chạy chạy chạy. Ăn kiểu này chắc mặt chết luôn á, ngày nãy giờ con ăn món này món thứ ba rồi đó. Đây, vô. Chết nữa kìa. Chọn một loại bánh. Rồi. Ủa, chị ơi, chị thua, chị chưa sợ hả chị? À, bây giờ lấy tiếp, giờ tôi mới thi lại. Trả 75.000 đang cắn đứt lương tâm đó mọi người. Chị Hằng Nguyễn, chị đang trả 75.000 vì lý do chị ăn trễ nhất. Là chị rút kinh nghiệm đó mọi người, để cho chị trả lần thứ hai cho vừa lòng hả? Dạ. Đúng rồi, chúng ta cổ vũ chị Hằng nè. Nè, nói nghe nè, bây giờ mọi người thi được một dĩa, cũng như ly chè nha. Chết. Ăn cho hết. Cái bụng. Dạ, rồi vô vô. Một cái. Dạ. Một dĩa là mỗi thứ một cái nha. Đây cho. Có ăn luôn. Dạ em chạy bàn cho cô luôn nha mọi người. Đây, dạ rồi. Đó. Dạ. Thêm là một cái. Bớt cho cô một cái nha, người ta thêm nha. Ủa rồi giờ sao vô ngồi đi. Ngồi. Chị ngồi bên trong đi, ngồi đây để em quay. Một dĩa là một mỗi thứ một cái nha. Ăn thi đó cô. Một ké là bao nhiêu tiền vậy cô? Có 3 ngàn một ké thôi. Có 3 ngàn ké thôi quý vị, quá rẻ luôn. Quay đi mà chụp hình vũ. Bây giờ e không thi. E không thi thì tự bỏ tiền ra đền. Đúng rồi. Mình đã chơi phải chơi tới bến chứ chơi kỳ vậy. Dạ, chơi nửa chừng bỏ. Đây nè nè quý vị coi nè, một phần như thế này nè. Cô cái này là 3 ngàn, 3 ngàn là 6 ngàn, 9 ngàn. Bảy ngàn trả đây. Không ăn trả thì thấy một cái bánh nữa. Ông ngồi quá nè. Thưa quý vị, 3 ngàn một ké nha. Bánh nậm 3 ngàn, bánh này bánh gì cô? Bánh dài. Bánh dài 3 ngàn. Bánh gói 3 ngàn là 9 ngàn, cộng thêm với lại cái cây chả 7 ngàn nữa là 16 ngàn một phần này. Mình sẽ tiếp tục mình thi nha. Nhanh đi cô, 4 dĩa, 5 dĩa đi ăn thi đó. Ê, đứng lên tập thể dục cái đã. Chạy bộ. Chết cha, mới ăn dĩa bánh bèo xong. Giờ lắc cho nó xuống nữa. Lắc cho nó xuống bớt cho chết luôn á. Ăn gì đâu mà như heo đây nè. Nè. Nè, cô làm nè, đó. Chắc rồi em bị đau bụng rồi nè. Kiểu ăn nhiều quá. Từ nha, cô đừng múc nước nhiều quá nha cô, để con thua chết á. Đừng có múc nước. Mắm nhiều quá uống. Cô cái này cô bán.
Thơ bán này bao lâu rồi cô? Bán 25 năm rồi. 25 năm. Wow. 25. Cô 25 năm xây được mấy cái nhà lầu rồi. Chưa có cái nhà đủ an mấy. Đủ an. Cô làm gì đam mê hiểu không? Cô có định truyền nghề lại không cô? Thì cực quá mà. Cực quá nè. Truyền cực quá nè nha cô, không có muốn truyền nghề lại quý vị. Ủa cái dĩa này của ai vậy cô? Của hả? Không. Chán ngậm không à. Của tụi con đây đúng. 4 năm dĩa giống nhau để ăn thi mà cô không có được bà. Không được. Để giống nhau chứ. Giao cho bà Thu bà ăn sao? Có nghĩa là tụi con đang thi một cuộc thi đó là An coi An nhanh hơn tôi, người nào chậm nhất người đó trả tiền. Bà này nãy mới thua nè. Giờ chị có hy vọng chị rõ ràng không chị? Đứa hơn đứa không, lần này phải cố gắng thắng. Ủa sao cái này nó nhiều quá vậy? Chết cô, trời ơi cô. Chết cô ơi. Đó mọi người nè, bình tĩnh để từ từ cho cô bán. Cô còn bán nữa, khách hàng đang rất là đông nha mọi người. Khách hàng đang rất đông. Một cái chả bỏ vô. Hai cái chả. Ủa một cái chả mà. Mà. Một cái chả thôi, một cái chả. Một cái chả cắt đâu mà hơn 2 năm rồi. Một cái chả, bỏ chả cho cô. Một cái thôi. Không có ít thôi, đừng chặt nhiều quá. Cái này là cắt đâu á. Trời ơi, đưa điện thoại cho chụp hình á. Rồi chờ. Từ. Để đem chụp hình cá. Anh đừng có dầm ra. Đủ chưa? Đưa cái dầm ra đâu có dầm. Ê chụp cái dĩa kia đâm. Đây, ừ đây. Dĩa của em đó. Dĩa đâu? Ê sao cái cục này của em nó bự vậy? Nó bo bằng nhau hết á. Cô sao cái cục này nó con bự vậy cô? Cuối cùng còn dư một cái gì á? Bánh gói đâu mà đổ cho. Đây, đổ cho cô vừa lòng nè. Chết cái tàu. À, điều đặc biệt ở các món ăn ở đây là quý vị thấy không, ở trên cái bàn ăn nào cũng có tủa với là ớt hết, tủa Lý Sơn, tủa Lý Sơn. Với là cái này là chả lùa, chả lùa này cô bán nguyên chùm dày vậy luôn. Ăn thì muốn chấm chả lùa với muối tiêu với mọi người. Chả lùa với muối tiêu. Khi nào bắt đầu thử thách lần này người nào sẽ chiến thắng đây? Ai sẽ là người chiến thắng? Tôi. Rồi tôi. Từ để em bé Kiều nó qua đây nè, mọi người ngồi chữ V đi. Quân ngồi giặt ra. Bưng cái dĩa đi Quân. Quyết tâm. Từ từ nha. Ôi, bưng dĩa lùa luôn hả? Chứ sao chạy vậy trời, chạy thi mà. Trời ơi, con mới dàm ra kìa trời, Quân mô phạch cho nó ăn doan. Ăn doan hiểu rồi. Mọi người dàm đi. Cái cục này là cái cục mà khó ăn nhất, tại vì nó dẻo nhất. Cái cục nó mới dẻo. Rồi chưa, Vũ đếm trời nha Vũ ơi. 1, 2, 3. Trời ơi, tụi nó ăn kìa trời má ơi. Ôi. Ôi. Em đang ngẩng đầu. Tao muốn ăn cháy rồi. Con miệng một miệng. Trời ơi, mặt mày đỏ bừng luôn. Em nhất nghĩ mình nên mua nước ngọt mình uống cho nó tiêu bớt đồ ăn. Trời ơi, ngày hôm nay là một ngày kinh hoàng luôn á trời. Em còn cơ hội bởi cục chậm cuối cùng cái gì. Tôi đó là người tranh đấu. Phải ai chung bám được không? Anh mua nước ngọt uống. Chung bán không có ai bán. Không có ai.
100 lon coca. Mặt bàn này là cô thuê à cô? Bạn à, cô người ta cho cô bán ha. Hết, nuốt xong rồi, chị Hàng vẫn còn chưa xong. Nguyễn Thị Bé Hàng, Mỹ Lệ Hàng vẫn thua. Nha quý vị, một dĩa 16 ngàn. Bạn, chè bạn lẹ không? Bạn não không? Bà vẫn còn muốn ăn chè quý vị, bà vẫn muốn thi ăn chè. Vẫn còn muốn trả tiền. Chị Hàng vẫn muốn trả tiền. Để không ăn lại tôi hết trơn á, để là con mấy người ăn ra hết đá. Để co, đây tôi sẽ mua nước ngọt cho hai chị uống rồi thì tiếp. Nhưng mà pin không có đá, pin cưa giùm em bây giờ mình ăn, trời ơi, giờ còn chè nữa quý vị ơi. Chị thích đố ăn chè kìa. Ai dám ăn nữa không? Ăn chứ. Ai dám ăn nữa không? Ăn. Cái bà Hàng bà thua, bà thua câu mà. Chị ơi, chị thua rồi chị trả tiền đi, chị bơ bơ vậy. Bao nhiêu tiền cô? Còn 2 dĩa nữa mà. Trăm qua này quá vui luôn quý vị. Tại vì mình đưa ra cái cuộc thi này, cuối cùng mình quay clip mình không tốn một ngàn nào hết. Chị Hàng trả hết trơn. Yeah. Hình như ai cũng thích chị trả hay sao hả chị? Chị chạy thua 2 cuộc rồi chứ chị. Chị thua he rồi, quá tâm ba bạn ăn chè mà thua nửa nhục lắm. Em nói thiệt chị nó nhục lắm. Ôi, nó lỡ rồi, chơi luôn. Chị không có cái gì bằng nhục luôn á chị. Nó thua lắm, thua hoài luôn á. Chút xíu nó ăn xong là tôi sẽ nói mục đích của tôi nha. Cô, bao nhiêu tiền cô? Đúng rồi. Mười sáu ngàn một dĩa. Mọi người ơi, mọi người ghé tới 78 Nguyễn Văn Lơn ăn ủng hộ cô nha. Tiệm bánh gói bánh chày 25 năm, cô gái bán 25 năm rồi, xây 28 cái nhà. Nhà lá. Ê, quý vị ơi, cô không có tủ niễn gì mà gọi là hoành tráng hết, tại vì cái món của cô là cô phải qua đằng trước nè em, vòng qua đây chuột à. Cô tủ mâm như vậy nè cho nó sạch sẽ, nó không bị bụi nè quý vị. Bánh dài ngon quá cô he. Trời ơi đó, các bạn ơi, Quảng Nghệ thì nhớ ghé đây ăn ủng hộ cô nha quý vị ơi. Phải nói cho chính xác là cô bán 25 năm lá chuối á, còn á đủ nữa là lợp 25 cái nhà. Đúng rồi à, nãy giờ là mình lo mình thi ăn không à, bây giờ mới tâm sự mãn với cô nè. Cô chuẩn bị truyền nghề lại cho con dâu của cô rồi. Đó, con dâu của cô đang ngồi kia bên. Nè hả, đâu con dâu cho đâu em hả, trời ơi mua bạc. Một ngày cô bán bao nhiêu cái bánh này cô? Mấy trăm ké cô? 400, 400 mấy. Ké một ngày. Một ngày cô bán được 400 ké luôn. Chị, không ca à? Dạ, để con ca. Bao nhiêu cô? 9 ngàn, 6 ngàn cô. Đây, nguyên một bịch này là 10 ngàn nè quý vị. Quá rẻ luôn, ngon bổ rẻ luôn. Đó, rồi đây cô. À đây, ơi cô. Ba ké chín ngàn, ủa ba ké vậy? Một ngày cô bán cái bánh này là phải là 400 ké, còn cái bánh dài bao nhiêu ké cô? Dài 150 mấy. Một ngày cô bán 150 cái bánh dài. Đó, nói chung là mấy cái này làm cực lắm quý vị, mà không có lời đâu. Trăm dư thừa sức biết mà, tại vì nhà Trăm cũng có một bà chị cũng bán đồ ăn á. Cái này là lấy công làm lời. Đó, nhưng mà cái đây là gọi là mình bán quen rồi, cô bán quen rồi cho nên là cô sẽ bán hoài. Mà bữa nay đó là 25 năm rồi hả? 25 năm rồi. Năm nay cô nhiêu tuổi con? Cô 50. Cô 50 rồi hả? Năm nay cô 50 tuổi rồi, vậy là 25 tuổi là cái thời mà tuổi trẻ thanh xuân đẹp nhất của cô. Cô đã đi bán bánh rồi. Đó, đúng không cô? Có chồng sớm quá mà. Có chồng sớm hả? Có chồng tuổi có chồng cô? Chồng hồi 23. Trời, qua 23 tuổi đi lấy chồng rồi. Giờ cô mấy đứa rồi cô? bốn đứa luôn à, rồi con của cô có hay ra đây phụ cô không? Nó đi hạ thấy có đứa bị bệnh rồi sao phụ à, vậy hả? À, con của cô cho nên là cô chưa có ý định truyền nghề nha quý vị. Dạ, chúc cô mua mai bán đét nha. Dạ rồi, cô chào mọi người đi cô. Chào con ăn rồi, e trả tiền cô.
Cô trả tiền hả? Ừ, ăn đi. Cô hẹn rồi. Ăn đi, ăn ăn mỗi đứa mua dĩa đi. Ăn nữa hả? Ừ. Thôi, làm mỗi đứa mua dĩa. Quý vị khán giả thấy không? Cô dễ thương ghê không? Cô kêu qua đi ăn đi, cô mời đó, cô trả tiền cho nhưng mà. Cô qua con với Khương Dừa coi miết có phim được. Dạ, hôm qua con với anh Khương Dừa mới quay chung nhau nè. Ừ. Có cái bộ phim gì mà về nhà ăn Tết. Ừ. Cô có coi phim đó đúng không? Phim đó con làm. Đúng rồi, con có Khương Dừa đi trốn. Dạ, đi trốn nợ, đi trốn nợ. Hai con trốn về tới Quán Nghệ. Đãi đi. Ủa cô bán cái gì? Thịt nướng, cá nướng, lụi nướng, à, xí ra ăn, cô bán thịt nướng, thịt nướng, cá nướng, dạ. Xí ra thịt nướng cô bò. Dạ. Xí trả cho con. Sắp tới mình bán thịt nướng cháu. Cho mọi người, nướng lụi của cô ngoài đầu đường. À, anh Duy là cháu hả? Ừ, cháu con bọn thân á. Yeah. Cho mẹ nó là bọn thân. Rồi giờ cô đẩy đi hả? Ừ, ra ngoài đường kế cô đi nè. Nè quý vị, coi Minh đẩy đi nè, đây anh Minh. Trời ơi, coi cái tướng ổng kìa trời. Dạ, đi nha cô. Dạ, món cô Hiệp nướng lụi. Rồi. Trời ơi. No quá mọi người ơi. Lông nước đâu? Trời ơi. Rồi. Quý vị ơi, bây giờ là đã xong món thứ ba rồi quý vị. Một ngày mà ăn ba món, quay ba clip bây giờ chắc căm chết luôn á. Giờ cái bụng là đang hóp vô nè. Rồi, hello mọi người, để mình sẽ hẹn lại những cái kênh tập sau nha. Trời ơi, đẩy xe thì nhanh lắm, vô nói cái mấy câu mà cũng xe nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong clip sau nha. Và nhớ đăng sau. Nhớ đăng ký kênh Hồ Bích Trâm Official nha mọi người. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Nó về kè đó, bà nội.